Em ơi em ơi, em đâu rồi? Làm sao anh hôn làm tóc râu? Em ơi em đâu rồi? Làm sao ta có đâu? Em ơi em đâu rồi? Một kia để tên em đó sao? Em ơi em đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối. Giờ đấy nó ra liền hết á. Bà ở đâu rồi? Tôi nè Mên. Trời đất ơi, hồi nãy giờ đi đâu vậy? Đi đâu vậy hồi nãy giờ nè? Trời ơi, tôi ra sân nhà tôi mận việc á. Mận gì? Thì tôi mận việc, có việc gì mận việc đó chứ biết việc gì đâu. Sao hồi nãy giờ kêu hoài không chịu ra, mận việc cũng phải ra chứ. Trời ơi, nói đừng có cười tôi nha. Tôi đang học hát. Có đau giật mình chứ hả? Thì mình dạy bà tôi nghĩ là... sao bà ra học hát? Mình dạy tôi á, mình nói tôi là phải gán học hát đi. Vài bữa có đám cưới ở trong xã, cái mình vô trong đó mình diễn, xong cái tôi đứng lên tôi ca, cái mình múa mình quạ, trời ơi, tao nói bà con lé mắt như trời luôn á. Cũng phải tập làm sao chứ, tự nhiên lúc nào cũng tập đâu được đâu. Đang mằng công chuyện mà đi tập hát, nhưng mà tập được bài gì đâu? Không phải, tía dặn rồi, một công là đôi việc. Tôi vừa mần việc tôi vừa tập hát luôn á. Vậy giờ tập được bài gì đâu, hát cho chồng nghe coi. Để tôi hát bài này cho mình nghe nha. Hát cho tôi nghe đi. Mình nghe xong mình không yêu vợ thôi á, mình con tôi luôn á. Hát đi. Coi tôi hát nha. Ủa sao vợ không hát đi mà về? Không phải, mình phải khởi động mà mình mới hát được. Trời ơi, đi hát mà tưởng đâu đi bơi không à, thấy gốm. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. Một, hai, ba. Ủa, hít thở, thở ra, hít thở, thở mạnh, thở ra, hít thở. Tay giơ cao lên trời, tay dang ngang bờ vai, tay song song trước mặt. Hít thở, thở mạnh, hít thở mạnh, thở ra, hít mạnh, thở ra. Thôi, nghĩ sao đám cưới này, cái lên hát cái mà một phải ba, hít thở, thở, thở. Ai làm gì mệt mà nó phải hít thở rồi cô dâu chú rể nó bắt chước nó hít thở theo bà rồi sao? Sống mình khờ quá, mình chửi tôi là vợ đậu thiệt á, tôi không phải tôi ngu đâu. Trời ơi, ở trong đám cưới á, người ta ăn quá trời luôn á, xong rồi có người ta no cái bụng, người ta đi về không được, người ta phải hát cái bài này, xong người ta mới có sức người ta về. Ồ. Mặc dù bài hát này nó chưa có hoàn chỉnh, nhưng mà nói thiệt á, là vợ có tiến bộ. Phải khen vợ một tiếng là vợ có tiến bộ. Ủa, có tiến bộ hả? Nói cho vợ nghe nè. Nói cái bài hát này là thấy vợ có tiến bộ, từ nay trở đi không ai kêu vợ là tệ hơn vợ thằng Đậu đâu. Phải không? Nhưng mà nói nghe nè, đi hát đám cưới đó, quan trọng là mình phải quậy cho tưng lên. Quậy không có là 1, 2, 3, thì vô buổi sáng không có được. Biết không? Bây giờ lựa cái bài nào phải nhạc hiện đại, mình cho nhạc hiện đại người ta mới nể mình. Trời ơi, cái gì chứ ba cái nhạc đó là chuyện nhỏ. Phải không? Trời. Có những câu chuyện nhỏ tưởng như là khó, có những chuyện đáng lo nhưng cũng đáng mà lo, hát đi. Trời ơi, đúng là chuyện nhỏ. Để vợ hát cho mình coi nha. Hát đi. Mà mình hát nhạc hiện đại mình đâu có đứng cho được đâu đúng không? Phải nhảy. Mình phải nhảy chứ. Hiện đại là phải nhảy luôn. Phải nhảy, đưa coi con nhảy sao á. Chồng tránh xa tôi 15 mét đi. Tôi để tôi nhảy bài hát hiện đại mà. Nhảy đi. Bào, 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 bào dùm mì ào, bào dùm mì ào, bào, 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 bào dùm mì ào, bào, 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 bào dùm mì ào, bào, 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 bào mì lâu. Hát cái bài hát gì thấy gốm vậy? Hồi nãy giờ tôi nghe toàn là bao bao nguyên một cái xí nghiệp bao luôn à. Nghĩ sao lên đứng hát bài á, bao 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 gì ai nghe. Người ta bây giờ người ta hiện đại rồi, người ta xài tới thùng tới hộp rồi mà bây giờ còn đứng hát bao ai mà coi. Thấy gớm. Mà hát gì hát? Hát bao ni lông cũng được. Đỡ hơn là hát bao bố à.
Khi nào em hát bao bố mình quánh em. Thôi bây giờ kiếm cái bài khác đi. Thiệt á, em mà làm không được á, anh nhục quá nguyên một cái đám bạn bè luôn. Tại anh hứa rồi, anh hứa là từ nay trở đi nha, con vợ tao nha, tụi bay sẽ thấy nó đổi mới hoàn toàn luôn. Wow. Hứa rồi. Từng ngu tao hứa rồi. Trời, tao biết vậy là không bao giờ hứa. Mình đợi em chút xíu đi. Bây giờ nè, bà lật lại trong đầu bà suy nghĩ đi. Bà lật đầu lại bà suy nghĩ. Coi như là tập thể dục cũng được mà hiện đại cũng được phải không? Mình đợi em chút xíu đi. Suy nghĩ đi, lật trong đầu coi. Để suy nghĩ làm gì vậy? Thì em lật đầu ra em suy nghĩ nè. Trời ơi, lật đầu là ý là phải nhớ lại trong đầu chứ không phải là phải suy nghĩ chứ không có chữ lật nè. Bây giờ suy nghĩ. Mà mình phải lật cái đầu chứ phải mình lật cái tóc phải không? Suy nghĩ. Mình suy nghĩ phải không? Mình đợi em chút nha. Mày chảy máu cam hả? Không phải, tao suy nghĩ. Chứ làm gì vậy? Tao suy nghĩ. Suy nghĩ đứng như vậy suy nghĩ cho nó ghê nè. Mình đứng có suy chưa? Đợi suy nghĩ. Ra chưa? Rồi. Chưa ra thấy mình mặt ơi. Thấy mặt kìa là đuối luôn à. Cái bạn nào giờ ta? Đậu đen. Trời ơi, giờ tôi... Đậu đen. Tía mày gì làm gì đó vậy hả? Dạ, dạ tía. Trời ơi, đi làm về thấy tụi mày đâu mất tiêu hết trơn à. Ủa, tía mới đi mặn gì hả? Ừ. Dạ. Phải không tía? Tía. Ừ. Dạ, tía mới đi chơi gì hả? Dạ, tía. Thấy mày cầm cuốc không đi chơi mày. Ủa? Mày đập mày cái người quỷ. Dạ. Nhiều dạ. Khi cầm cuốc mà đi chơi sao? Hồi nãy tía vô con thấy cái đầu trắng nõn, con tưởng ông tiên vô nhà mình. Cuốc mày cái mày. Đừng có chọc tía. Quỷ ơi, tụi bay nữa. Dạ. Dẹp đi, không hát hò gì hết trơn á. Nhiệm vụ của con này giờ là gì? Hả? Nó phải là một người nội trợ giỏi giang, một người nội trợ đảm đang. Người ta phải thấy là nó đã đổi thay. Dạ. Thì người ta mới khỏi chê. Hiểu chưa? Ôi nha, tía làm con nể nang. Ngồi đây mọi người sẽ biết con vợ con nó đảm đang. Và người ta sẽ tới hỏi han cái con vợ con. Trời ơi, đâm hơi ông nội ơi. Như nó không đang có xu. Giỏi giang hỏi han là cái dần hỏi đúng không? Đúng rồi. Tự nhiên mày quất vô cái vợ con là dần nặng rồi. Không mà con thấy tí với ông chồng con á làm thơ con cóc vui ghê. Lỡ lời phải không? Ông giận lên là chết luôn, tóc ông dựng lên. Hèn gì thấy cái mặt tí đơ là biết là dạ xin lỗi tía. Nó này chắc có bữa nào tao cuốn nó cái thiệt à. Dạ. Tía đừng giận vợ con nó vậy á, bởi người ta mới nói nó tệ đó. Tệ như vợ đậu là mày đó. Dạ con đâu có tệ, vô nè con tiếng rồi con không có tệ. Tệ có ai gì chơi tao tệ như cha thằng đậu không? Giỏi quá mà sao con dậu tao nó dở. Bây giờ vậy nè. Dạ. Lại tía biểu coi. Bà tía biểu kìa. Dạ. Đi đi. Tao biểu mày hôm qua chồng mày kêu mới qua mày. Thôi tía làm nó sợ đó. Cái gì tía? Hỏi coi. Dạ. Bữa đưa cuốn sách học nấu ăn. Rồi đọc chưa? Đọc rồi. Hiểu gì không? Con hiểu chứ. Hiểu gì nói tao nghe coi. Con hiểu là như thế này. Nếu đưa sách cho một người khác đọc mà họ không chịu đọc thì thà đừng đưa thì còn hơn. Trời đất ơi, mày nói vậy là sao mày? Hả? Mày đừng nói tao mày không biết chữ nha. Không, con biết chữ á. Mà tại chữ nó không biết con. Trời ơi, con đọc mày hoài rồi chứ. Mày lấy vợ vậy hả mày? Tía đi cứ tao mà. Tía chưa cho con dạy thớt thớt. Con đọc chữ mà chữ nó không biết con. Con quê quá, con luyện sách bỏ con đi luôn. Trời ơi, nó giận chữ luôn. Dạ. Nhỏ này nó giận chữ luôn, mày thấy cái chưa? Cái gì cũng phải từ từ, tía chỉ nó từ từ chứ. Tao nói nó ngu quá, mày cuốc mày cái mày. Không. Quỷ. Trong cái sự việc nào mà xảy ra, tía đừng nên cuốc ảnh. Đúng đúng. Rồi tao cuốc mày hả? Dạ không, tía cuốc tía. Sao tao cuốc tao? Dạ. Tại vì tía cứ đi cưới nó cho con mà. Dạ. Trời ơi, cái cuốc nó thiệt thôi đó trời. Tí ông mệt quá à, tí đừng có giận. Già rồi giận nó lên máu rồi nó đứt ra đây được hành con cái nữa. Thế chứ còn gì nữa. Thôi được rồi. Tí năm nay mới 40 tuổi rồi mà tao nói tóc bạc trắng như ông bụt vậy đó. Tâm sầu và thác á. Thì đó. Bây giờ hai đứa con tao vậy mà tóc tao không bạc mới lạ đó. Bây giờ vậy nè. Dạ. Lại tao biểu tao đè giận tao xuống tao nói cho nghe nè. Dạ. Nè. Dạ. Nghe nghe chưa. Dạ. Cái nào mà chữ trong đó con dở ra mà con không biết á, con hỏi tía nè. Dạ. Thì con hỏi thằng này nó chỉ cho, hiểu chưa? Đúng rồi, tía vậy là đúng rồi, phải hỏi tôi. Ủa ghê vậy? Rồi tôi đi hỏi tía giùm cho.
Rồi tí đi hỏi ai. Đừng cút ra tao cút. Thôi mà sáng sớm mà tí quậy quá. Thôi mày cút tao một cái cho tao rồi luôn cho rồi đi. Khổ tụi bay ghê. Sao tí mệt quá vậy, cái gì cũng phải từ từ chứ. Từ từ gì? Đâu có ai học liền mà biết liền được tí á. Cái gì phải từ từ, khoai từ nó mới nhừ chứ. Rồi từ từ con học á, con mà biết cái mặt chữ rồi hả? Chữ nó mà không có nhìn ra con nữa thì có nó biết lễ đội con luôn á. Nó quánh nó bòm chữ luôn á. Trời ơi, giờ nó đòi quánh chữ. Thế thấy nó khôn không? Trời, nó khôn quá đi. Trời ơi, mà sao tao ngu quá, tao cưới nó làm chi tao không biết. Đâu, tí đâu cưới con. Tí cưới con cho ảnh. Cuốc tao cái coi. Tí bực quá mà cuốc tao cái coi. Mày à, vô lấy cho tao cái nồi hả? Lấy cái nồi làm chi tao, tế tao hả? Thấy mặt tía là biết muốn lấy cái nồi rồi. Bị gia đình mình dồn vô con nồi màu à. Mày giải thích tao nghe, tại sao lấy cái nồi mà giải thích không được tao cuốc mày cuốc. Ủa gì? Nè, có đường nè. Đậu đen nè. Đó, quốc một nồi chè luôn. À trời ơi, không ngờ hai vợ chồng mình thông minh như nhau vậy đó. Phải chồng có dễ thương quá à. Nồi chè đâu ra, nồi chè? Dạ, nồi chè. Còn bột bán nước dừa đâu? Có ai tên bột bán, ai tên nước dừa đâu? Hả? Đi mua. Trời đất ơi, người mày mua hả mày? Dạ. Còn chừng ông muốn lấy bà nữa để lẻ bột bán nước dừa đó. Trời ơi, tao cuốc mày hả mày? Hả? Đừng quen. Chứ tìm hiểu con lấy cái gì? Mày vô cho lấy cho tao cái ô bật lưa. Cái này không nghe nha, cái này là cái gì? Trời ơi, cái ô bật lưa của tao, mày hiểu không? Hả? Là cái gì? Là cái ô che nắng đó. Không phải. Ôi, mày nói mày cuốc tao cái, tao chết luôn trời rồi nha. Là cái gì? Ô bật lưa là cái cục vuông vuông mà mày nhấn vô mày nghe nó nói trên đài đó. Cái đồ nghe đài đó. Trời ơi, cái đó mà ông kêu cái ô bật lưa, cái đó là cái la vô. Cái la vô ông kêu ô bật lưa, ai mà biết cái ô bật lưa á. Thì giờ vô lấy đi, đứng đây chỉnh tao. Chờ chút đi. Trời ơi. Trời ơi là trời. Khổ ghê. Con khen mà con nịnh chồng con á. Chồng con một ngày một thông minh luôn đó. Thông minh quá trời phải không tía? Mày nữa. Dạ. Quay tí biểu coi. Dạ. Bây giờ ở trên đài á, nó có dạy chương trình nấu ăn buổi sáng hay lắm. Hiểu không? Tí kêu lấy cái máy á, là con mở lên con nghe. Rồi con tập theo đó, rồi từ từ con giỏi. Hiểu chưa? Để người ta đừng nói tệ với vợ con đậu nữa. Hiểu không? Con nghe trong đài hả? Ừ. Xong con viết ra phải không? Ừ. Vì cho ba vụ viết con thủ sẵn giấy viết để biên đề hết trơn rồi. Trời ơi, mày biên đề hả mày? Không phải, con quên. Hàng xóm người ta biên thôi, con có biên. Con á, được cái chữ con đọc được cho con viết được á. Con viết hay lắm. Không biết đọc mà biết viết hả? Dạ. Thấy à. Giỏi. Cái gì mày xiển điển vậy mày? Lần sau tía mua cái này á, tía mua cái nhỏ nhỏ thôi con. Tía như con nhái mà tía mua cái này bự quá, sách mệt gần chết luôn nè. Thiệt á. Mà cái này không phải là cái la vô. Cái này là cái cước sết. Nói vậy nè, nó muốn nghe nghe đi. Mệt quá, bây giờ mày đưa cho vợ mày kêu nó nghe. Dạ. Mở lên vợ đài dạy nó lên nghe đi. Mày qua đây tao hiểu rồi. Trời ơi, trời mà nó. Trời ơi, trời ơi. Đó, thấy chưa, hai vợ chồng sách không nổi. Nặng quá hả? Mày có cái máy không hay? Dạ. Được chưa? Nó học nấu ăn. Còn mày làm ơn chạy vô mở tivi lên tao cái đi. Mở tivi làm gì? Ở chả nó có chương trình dạy tập thể dục á. Dạ. Em kêu con tập thể dục. Tập lên, vận động lên cho nó khỏe. Ở nó bự lên. Rồi nè, có con chuột rồi, không cần tập. Không phải. Cái người của chồng con á, không phải con vợ con biết mà. Con rành lắm. Người ổng mỏng như cái tờ lá lúa gì đó. Giờ ổng tập cái mai muốn thành người tàn hình rồi, sao con thấy chồng con được. Đó, mày thấy quê chưa mày? Mày thấy quê chưa? Thôi thì để từ từ đi tập. Tập cho bự lên nha. Biết không? Tao không biết à. Tí tao ra tao kiểm tra mà thấy công việc tao giao mà không xong. Cuốc mỗi đứa cuốc nghe chưa? Tí vô chút tí ra. Tí kỳ quá. Ủa ỉ à. Ỉ có cái cuốc còn muốn làm gì làm à. Vậy mà còn lại bẹp chửi tôi cút vô nó không thấy giờ. Mình ơi, mở nút nào. Trời ơi, bà mở nút nào cũng được, bà đừng có mở cái nút áo là được rồi. Phải không? Nút này phải không? Ừ à. Bấm bông lan bình mơ hay kem sữa tươi. Trời ơi, sao mà nhà ổng có cái bàn cái viết cái gì khó ghi quá không biết sao. Nhớ ghi đi ngang không à, chút xíu là ông chửi chết. Trời ơi, gớm quá. Thì không có chỗ ghi, tôi phải nằm xuống đất tôi ghi chứ. Khổ ghê vậy đó. Nhà nghèo nó sợ luôn đó. Mở nhỏ nhỏ thôi, cho tôi nghe tôi quay tôi tập thể dục nè. Mình ngộ quá. Mình cũng mở tay quay nhỏ nhỏ lên. Tôi mới nghe được chứ. Sao bự quá đây nè, không nghe. Rồi,
bạn phải cắt thành từng lát nhưng không đứt. Nghe là vô mà nằm dài như con cá nược thấy bố. Vậy phải, tôi không phải, tôi nằm là để tôi nghe, tôi nằm để tôi ghi mà. Người ta phải có cái thế người ta mới làm việc được chứ. Kiểu gì phải có cái thế mới làm. Chồng bà coi tôi quy mà quý phái hơn. Nhớ gây đi, nhớ gây đây. Dạ ơi. Thấy vợ thấy thương đúng không? Theo cái bìa của bánh, tùy theo chúng ta thích không. Chúng ta hãy nhanh xuống, xoay vòng ba, từ lần trước về lần sau, bắt đầu. Các bạn thấy cái bánh này, chúng ta không thể gia vị như các loại kem bơ hay kem sữa tươi. Nhưng phần trang trí chúng ta cũng sử dụng. Nhỏ nhỏ trong đây vợ, nhỏ nhỏ không nghe gì hết luôn nè. Mua loại dâu người ta gọi là dâu pháp dâu. Những cái dâu này có độ cháy giờ. Đặt nhanh quá như vậy mà lại bảo quản được lâu. Hết rồi. Xong rồi, xong rồi. Xong khổ ghê đó. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình. Dạ, dạ, dạ. Nói nghe nè. Tía ơi, tắt dùm con cái tao quy. Ghi, ghi được chưa, ghi được chưa? Ghi được rồi. Hồi nãy giờ ghi được cái gì? Trời ghi quá trời, dậy sọc luôn nè. Ghi ở hả? Mình. Tôi nói mình nghe không phải chứ, ghi được có một cái bài nè. Mà tôi tốn nguyên bịch xà bông giặt luôn á. Gốm quá. Thiệt gốm quá tía. Trời ơi, giờ hết trơn rồi. Tía. Con cuốc tía bây giờ á, vợ con mà để con phủi cho. Trời đất ơi, ba nó cũng ghen nữa trời. Ai biết được. Khổ ghê. Không phải ghen mà. Chết chà, chết chà. Phủi, phủi, phủi con tía cái con. Phủi con tía coi. Úi dạ. Thằng quỷ mày làm gì vậy? Nè, nó ghi được rồi nè. Ghi được chưa? Tía thấy không, con vợ con nó giỏi là nó ghi cái muốn làm bánh, à đúng rồi, nó làm bánh bông lan nè tía. Thấy không? Thấy chưa, thấy chưa? Thôi, đi con đọc cho tía nghe. Bà dẹp cái đài đi. Bà dẹp cái la vô đi. Sao, để con nghe coi. Ngồi này được không? Được, không sao đâu. Của tía mua mà đâu phải của mình. À. Đi ra. Dạ. Dạ. Ông quý cái ô bẹt lừa còn hỏng lắm. Mình đọc là... nghe đi mình. À, tía nghe con đọc nha. Nghe đọc coi tao làm coi có được cái bánh không. Giờ ghi cái chữ khó đọc quá. Muốn làm bánh bông lan. Trước hết chúng ta phải chạy chung quanh sân 20 vòng. Chạy 20 vòng. Sau đó đổ trứng vô đứng lên ngồi xuống 20 lần. Đứng lên ngồi xuống. Đổ bột vô rồi dương vai hít thật sâu. Tay phải đưa lên cao, tay trái đánh trứng thiệt là mạnh. Dạ. Bỏ lên nồi hai chân dang rộng ra. Từ từ ngã qua bên trái. Ngã bên trái. Tay cầm đũa quậy nồi bột. Sau đó ngã người qua bên phải. Cho lửa nhỏ đủ nóng. Nằm thẳng người xuống. Hai tay chống đất. Hít vô thở ra 30 lần. Dạ. Cuối cùng chúng ta sẽ có một cái bánh bông lan trong sạch và khỏe phấn. Hay quá. Hay quá. Ủa? Sao làm bánh bông lan cực vậy ta? Sao thấy bà Sáu bà làm ngày này ngày kia bà bán từng gánh gánh mà mỗi lần làm bánh bông lan quánh trứng mà phải chạy 20-30 vòng. Ủa, bà mình... già làm sao bà chạy nổi ta? Ủa làm mình bánh ơi, mà mình cũng có thế nữa hả? Mình ơi chết rồi mình ơi. Hình như là lúc nãy á em vừa nghe đài, em ghi cách làm bánh, xong ở trong mình vừa mở tivi dạy cách tập thể dục, xong cái hai cái nghe lẫn lộn biết sao. Cuối cùng em ghi luôn hai cái vô một luôn. Rồi. Cái này con bó tay luôn nè tía. Trời đất ơi, mày làm bánh mà ngồi ra. Ôi, mệt quá. Trời đất ơi, đây coi. Làm bánh mà giống như tập tạ rồi á. Trời ơi, đúng là tệ hơn vợ thằng Đậu luôn. Trời ơi, mày mới tệ đó. Mày ngu quá, mày chửi tệ hơn vợ thằng Đậu là mày chửi mày đó. Thiệt. Trời ơi, mày là thằng Đậu chứ ai. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Mà sao con thiết nghĩ nha. Cái tên Đậu đâu có đẹp đâu. Có cái tên khác, cái tên dễ thương hơn, sao tiếng không đặt cho ảnh? Tên gì? Tên Gạo. Tệ hơn vợ hơn Gạo dễ thương á. Nói tầm bay tầm ba không mà. Tao không bên mày nói nữa mày ơi. Bây giờ vậy nè, nó ngu vậy rồi á, giờ chỉ còn cách là phải kiên nhẫn dạy nữa thôi hà. Thôi dẹp đi. Con dạy nó rồi ai dạy con? Tao dạy mày chứ ai. Bởi vậy giờ không nói nhiều nữa. Vô dọn cơm ăn cơm đi. Đói bụng rồi. Ổ ghê, nhà của hai đứa này thiệt chết luôn. Em á, làm gì cũng được để tí chửi. Thôi đi vô đi.
bực ý, rồi. Ý mình nói là gì? Em á ăn rồi em cứ để cho tía nói hoài à. Đáng lý ra em phải học nấu ăn trước khi em về nhà chồng mới đúng á. Thì lần sau em học. Gì? Còn lần sau nữa hả? Bộ bà tính có chồng nữa hả? Ai biết đâu được duyên số. Duyên số không dám đâu. Tôi nói thiệt với bà hả? Tôi mà không cưới bà chắc không ai cưới bà luôn. Thì gốm. Phải không? Vậy mà ngày xưa á, ổng tỏ tình với tôi. Ổng nói nếu mà em cưới anh thì không có con ma nào nó cưới anh hết trơn á. Là anh ngày xưa tôi ốm hơn, tôi gốm quá. Bây giờ tôi lên được mấy trăm gram tôi mừng rồi. Bây giờ bỏ ra là có người hốt liền á. Thôi nói nghe nè, đem cái ghế tới đây. Dạ. Ngồi xuống đây anh nói cái này nghe nè. Mặt em căng thẳng quá, giờ anh nói này cho em vui nè. Chuyện gì vậy? Vui mà lén lút quá hả? Hôm qua anh mua tờ giấy số 2000. Anh trúng được 1 triệu luôn. Trời ơi, 2000 trúng được 1 triệu luôn hả? Ờ. Ủa đưa đây trả tôi 2000 đây. Đưa tôi 2000. Nhưng lấy của tôi 2000 rồi giếm của tôi luôn hả? Ngu thì gớm không? Lấy có 2000 trúng được 1 triệu, không chịu lấy 1 triệu đi lấy 2000. Bữa không có thông minh gì hết luôn. Trời ơi, ngu con khỉ khô. Đưa 1 triệu 2 đây. Cái gì mới nói trúng 1 triệu, bây giờ đưa 1 triệu 2 là sao? Thì 1 triệu tiền giấy số rồi 2. Ờ quên, đưa tôi 1 triệu lẻ 2 ngàn đây. Bà tính gì bà tính sát dán vậy? Thì tiền trúng với tiền giấy số nữa trả vốn lời cho em. Lẽ nó khôn bất tử vậy trời. Chứ còn gì nữa? Không phải, cái đó khôn mà bị hố. Sao vậy? Bây giờ nè, anh bỏ ra 2 ngàn đồng vốn. Ừ. Đúng không? Bây giờ anh trúng 1 triệu là coi như cái 2000 vốn nó bứt rồi. Coi như là bây giờ là giờ quên cái 2000 đó đi, là mình được 1 triệu. Thấy đúng rồi, 1 triệu lẻ 2000 mình trả tôi. Nó bứt 2000 kia rồi tính vô 2000 kia làm gì? Ngu thế ớn không? Ủa gì là sao ta? Vậy là mình đưa tôi 1 triệu xong rồi mình lấy lại của tôi 2000, vậy là mình ăn của tôi 2000. Ai ăn giọng gì của em 2000 trời. Mệt quá nè, bây giờ nè, hôm qua là anh lấy 2000, xong anh trúng được 1 triệu, là coi như là 2000 kia là đừng quên nó đi, quên chưa? Bây giờ bà quên chưa? À, vậy có nghĩa là coi như là 1 triệu mà tiền của anh là 2000. Ờ. Vậy là tôi được 998 ngàn. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, 998 ngàn. Không phải khen chứ. Tôi mà tính tiền tôi thông minh lắm á. Tôi hơi chậm chút mà vô tôi chắc lắm. Nè đó, đó bây giờ 1 triệu đó. Phải không? Ủa tiền mới cáo à. Tôi đếm đi. 1 2 3 5 3 4. Ủa 4 hả? 4 là mấy nữa? 4 là 5. 5 6 7 8 9. Hai tờ nó kẹp vô kìa. Phải không? Tổ tưởng giếm của tôi 100 á, tôi quánh bình bờm đầu luôn á. Cái gì chứ, tiền là phải đưa cho vợ quản lý. Biết rồi. Vợ quản lý là chặt nhất á. Nói nghe nè, bây giờ đưa tiền rồi xong rồi cho một ít xài chơi coi. Thì phải cho chứ. Đó. Công chồng gầy dựng nên của chồng công vợ. Vậy đưa tiền đi. Đưa tiền á? Trước khi đưa phải hát bài gì tặng tôi đi tôi đưa. Trời, xin tiền rồi còn hát nữa, mắc cỡ chết mẹ. Ồ, ngày xưa tỏ tình với tôi hả, trước khi cưới tôi hả, ngày hát 19 bài luôn. Giờ hát nửa bài cũng hát nữa sao trời. Giờ tự nhiên hát nó kỳ kỳ á. Hát cái bài gì mà chịu chịu gì đó. À, chịu chịu gì đó. À, chịu đó bông hồng á hả? À. Cái chịu đó bông hồng là một chuyện tình yêu anh qua sĩ. Rồi trong tranh vẽ những nỗi buồn, lòng anh thầm yêu con ca sĩ, cô gái rất yêu cá bông hồng. Hãy khen cái lấy vợ về, cái giọng ca nó xuống hẳn luôn á. Con nhắm mắt rồi tôi đưa cho. Nhắm mắt nghe. Xin tiền vợ đi nhậu luôn. Nhắm mắt. Rồi đưa rồi, lấy đi. Tiền đâu? Tiền đâu? Mình nào giờ mình nói là mình đâu có thích tiền. Mình chỉ thích những nụ hôn của tôi gửi cho mình thôi. Bây giờ công của mình, giờ tôi hôn mình cái.
đưa coi. Trời sao xỉu dữ vậy mình. Tôi hôn mà mình xỉu à. Mình đang xin tiền tự nhiên là đi cho hôn làm gì? Thì giờ ông hôn đã tiền tôi cất. Hồi tối tôi mua đồ nhậu về cho tía với chồng nhậu. Vậy được coi. Ờ vậy cũng được. Hả? Thôi về đi vô nấu cơm cho tía ăn đi. Hả không? Ừ. Tôi ra tôi coi tôi đi tưới mấy cái cây cho ổng đi. Ủa? Cây mà mình tưới hoài nó chết sao mình? Chết sao được mà chết. Tưới hoài nó mới tươi được chứ. Hả không? Bây giờ tôi đi ra ngoài đi vô coi lo cơm nước cho ổng đi. Hả không? Mình ăn mình mới sống thì phải tưới cây cho nó sống chứ. À vậy là mình tưới cây là mình tưới nước gì nó mới sống? Nước gì cũng được, miễn sao nó hút được nước nó mới sống. À, vậy là nước gì cũng được. Đúng rồi, mà phải có nước nó mới sống, hiểu không? Thôi nước, đi vô. Nước gì cũng được, vô. Phải có nước nó mới sống. Ờ. Rồi, rồi, tôi vô. Vô nấu cơm cho tía đi. Mần việc nha. Ờ, tôi mình đi mần việc mình cây đi. Vô ăn liền á, vợ. Rồi. Em luộc rau đen. Trời ơi, rau mà từ màu xanh mà mình luộc qua màu đen chắc có bộ đẹp đó nha. Luộc rồi giờ luộc lại cho nó nóng. Ngon quá. Mèn ơi, từ ngày mình nấu rồi xong hả, tía ăn tía mê tía khen mình chết luôn á. Ủa chắc ông chồng mình chắc ổng yêu mình chết luôn á. Chiên cá lên. Cá nó giòn. Ô cha, lửa tắt à. Ôi này cò. Ừ. Vô chổng ăn cơm đi mình. Ừ anh nha. Con mới nấu cơm xong á. Ừ, tía ơi. Rồi. Tía vô chổng ăn cơm đi tía. Ừ. Con mới nấu cơm xong á. Tía ơi coi vô ăn cơm đi. Vô chổng coi rồi cơm nước con dọn sẵn hết trơn rồi. Quỷ đậu mày ra mày coi phụ con vợ mày kìa mày. Dạ dạ. Bưng bê gì vậy? Đừng rửa tay nữa mà, vô dọn cơm ăn giùm cái đi. Dọn tiền vô dọn hết trơn rồi mệt quá à. Không ăn lo gì trơn. Đi vô chổng đi. Đưa anh xách cho. Dạ. Wow. Sao vậy? Sao nóng dữ vậy? Ờ thì đây nồi nước sôi mà. Thì mới luộc rau xong dư cái nước ra tưới cây cho nó chín. Tao chết rồi. Gì vậy? Bà nghĩ sao mà đem nước luộc rau mà tưới lên cái cây đây? Thì mình nói với tôi rồi. Thì mình tưới nước gì nó cũng được hết trơn thì sẵn có nồi nước luộc rau tôi tạt vô cho nó chín cái cây. Trời ơi. Trời ơi chừng nào mới khôn đây trời ơi. Nghĩ sao vậy? Tôi nói cái nước rửa rau chứ ai biểu cái nước luộc rau nó sôi sùng sục vậy. Bà đem bà tưới chết mẹ nó cái cây. Trời ơi cây nó chín dữ. Tía ơi tía. Ra cứu mạng. Gì vậy gì vậy? Ra cái gì nói vậy hả? Con vợ con nó khôn quá. Chuyện gì? Cái cây tía tính để Tết ra là tía bán tía lấy tiền. Ừ. Nó dứt nước sôi vô rồi. Nước còn nóng nữa. Dạ thôi. Thôi giờ con có ý kiến gì đi. Thôi cái cây nó chín rồi. Giờ mình đem cái gốc cây vô. Mình lấy mình ăn chấm mắm ăn đi. Ở trồng cây khác. Coi như con có lỗi. Xin lỗi tía. Xin lỗi trời mình. Trời đất ơi. Mày tưới vậy rồi nước nó thấm vô cái rễ. Rễ nó chín rồi. Rồi sao cây nó sống? Thì mình bẻ cái đọt ở trên mình cắm xuống lại lấy cái rễ vô ăn cắm tiếp nó sống. Trời ơi mày dày hoài sao khá nổi đi trời. Thì bởi vì mà nó là vợ thằng đậu mà. Thôi vô đi vô đi. Ui, sợ luôn con cũng nể nó luôn á. Vậy mà cưới gì trời. Tía cưới cho ai? Đúng ra cho không mới lấy. Em cũng đi tưới nữa, không biết tưới gì hết, cũng tưới. Ôi ơi, trời ơi, trời, còn cái cây để kiếm tiền Tết à. Tía cũng làm bầm nữa. Thì không. Giờ, tía với mình cho em xin lỗi đi.
Rồi coi như giờ con chuột lỗi con nấu cơm cho tía với lại chồng ăn nó ngon lắm á. Vậy được rồi tía ơi, nó biết lỗi nó rồi. Thôi ngồi ăn cơm đi. Xin lỗi tía mà. Sao em chưa dọn cơm lên? Đợi em chút, em phải từ từ, em mới tưới cây xong giờ mới dọn ăn được chứ. Trời ơi, giờ chẳng lẽ ăn không khí hả? Thì từ từ đi, tía sao tía nôn quá. Già mà ăn ít ít thôi. Ăn nhiều rồi nó lên máu lên đồ nữa. Ăn rau đi, rau xanh lắm nè. Ủa bữa nay vợ nấu món gì vậy? Trời ơi, em nấu món này ngon lắm á. Món gì, món mình gì? Mình ăn mình không mê thôi á. Món mình đợi gì? Em chút xí đi. Trời ngon dữ lắm. Giống ăn chay quá vậy nè. Mình khen em câu gì đi. Giỏi quá, bữa nay vợ tôi á như mặt trời vậy trời. Anh thích ôm cái mặt trời ghê vậy đó. Bộ anh khùng hả? Sao vậy? Anh nghĩ sao anh ôm mặt trời vậy? Mặt trời nó nóng hổi, anh ôm anh biến thành than sao? Đó, nó thông minh rồi đó. Nó, nó thông minh. Nó bớt vợ đậu rồi đó. Phải vậy đó, phải vậy. Mình phải dạy cho nó. Con đãi gia đình một món ăn cá chiên xù. Đâu đó. Sao nó xẹp lép vậy, nó xẹp còn hơn tôi mà xù đâu thù. Không dám đâu. Em đi chợ em hỏi món này món gì, người ta nói em là đây là món cá chiên xù. Em chiên lên đó. Tía có thấy xù không tía? Tôi thấy nó bằng chan, thấy xù đâu xù. Ủa cái vải đâu? Thì em cạo sạch sẽ rồi em mới chiên xù. Trời ơi, chết cha. Tự nhiên sao cạo vải chi vậy? Thì tại vì tía với anh vậy rồi. Mỗi lần mà mua cái về muốn chiên là phải cạo vải cho nó sạch sẽ rồi mình mới chiên. Trời ơi, cái đó là tao dạy mấy món bình thường. Còn mày làm mấy món đặc biệt như là món cá chiên xù á, thì mày phải để vải chứ. Ủa? Cá chiên xù là phải để vải hả? Còn gì đúng nữa? Rồi. Ủa sao nói sao không hiểu gì hết trơn? Đây mày giải thích, còn giải thích cho nó nghe, giải cho nó hiểu. Tao đi. Ví dụ bây giờ, bà đọc cái đầu, bà đi vô, người ta ụp cái đồ lên, người ta xây, nó có quăng, nó có xù được không? Không. Bây giờ phải có tóc, người ta ụp lên, nó nóng lên, nó mới quéo lại, nó mới xù. Hiểu không? Hiểu rồi. Hiểu không? Giống dạ. Như con chó mày luộc lên mà nó không còn lông là không có chó lông xù, hiểu chưa? Tí giải thích dễ hiểu hơn tôi. Con hiểu rồi. Thôi được rồi. Rồi vậy con xin lỗi. Câu này nghe quen tí. Thì sai. Quá dẹp ba chuyện này đi. Dạ. Bây giờ vậy nè. Dạ. Cái anh hai bay á ở trên thành phố á, nghe nói là được lên giám đốc rồi. Ủa vậy hả tía? Ừ. Mà đi làm tối ngày á, nhà cửa không ai trông coi hết trơn á. Ta tính vậy. Nhớ này vài bữa nữa lên trên nó ở rồi phụ coi làm phụ công việc nhà hay không? Được không mày? Mặt nó vậy phải nó buồn không thằng kia? Hình như là buồn á, mà từ xưa giờ vợ con chưa bao giờ biết buồn đâu. Buồn hả? Chắc nó không thích đi rồi tía ơi. Thì mày đi ở vài bữa mày về gì đâu buồn. Không, cái chuyện mà ở hay đi thì con cũng vui hết trơn á. Cái này là con lo cho anh hai của con thôi. Trời ơi, lo cho anh hai. Ừ. Thì con lo cho anh hai không biết lên giám đốc gì rồi khi nào bị đi tù đây. Trời đất ơi. Đó, tại vì nào giờ con thấy ai mà cứ lên giám đốc chút xíu là bị vô tù hết trơn à. Trời, con nhỏ này chắc phải lấy kim chỉ mài miệng nó lại luôn quá. Sao? Khổ ghê, chừng nào mày làm bậy mày đi đó chứ. Còn mày làm đàng hoàng sao đi đó được. Thôi mình cứ ở nhà đi, khỏi đi tù cho chắc ăn. Không được rồi. Nhưng mà con nói tía nghe, nó nói là cũng đúng chứ. Bây giờ là con vợ con nó khôn rồi đó, tía thấy không? Dạ. Nó biết canh me trước cái đường mà đi mà thế nào thì trong gai là nó không có chơi. Dạ, đúng rồi. Nó canh me vụ vô tù nó khôn lắm. Ừ. Dạ. Thôi ăn cơm đi. Ồ ghê. Dạ. Bây giờ tía thấy không, nó nhớ từng chi tiết một. Dạ. Ủa sao không lấy cơm? Chứ cha. Gì? Nấu thức ăn rồi mà quên nấu cơm. Dạ. Tía, con xin lỗi tía. Nói chung về vấn đề con vợ của con là con bỏ tay. Còn tao cũng xin lỗi mày luôn. Tao bỏ hai chân luôn. Cũng đành chịu thôi. Trời ơi. Sao chị đi chợ quá hả? Nè, tảng sáng làm gì mặt mày bí xị à? Tôi hỏi rồi sao không trả lời? Ủa sao kỳ trời? Mới đêm qua còn ong ong cái miệng, giờ xiêm re vậy trời? Không lẽ bị gió nhập á khẩu rồi? Trời ơi, tội nghiệp không, khi không bị á khẩu tội nghiệp quá. Cái đồ ăn nói vô duyên. Ủa sao? Có anh á khẩu chứ ai á khẩu. Ủa, nó nói chuyện được rồi hả?
Vậy sao nãy giờ họ không lên tiếng? Ai mà thèm nói chuyện với anh? Gì kỳ cục vậy? Sáng sớm tôi có làm gì chứ đâu chị giận tôi hả? Chưa ăn sáng phải không? Nè, lấy ổ mì ăn đi. Khuyến mãi đó, cho sao? Không cần. Trời ơi, sao hả? Chơi bánh mì không có thịt hả? Không ăn hả? Cái mặt của anh á. Sao? Có cho vàng tôi cũng không thèm nữa chứ đừng nói bánh mì. Lạ chưa? Sao sao nói vậy? Mù sao giận tôi thiệt hả? Thiệt chứ giả gì? Ủa? Sao sao lại giận tôi? Không giận anh sao được? Anh đối xử với tôi tệ quá mà. Trời ơi, tôi đâu có xử tệ sao gì đâu nữa. Thôi đi, anh đừng có giả nai. Trời, có gì có giả nai giả cậy trong đây nữa. Sao 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 nói tôi không biết điều gì hết, không hiểu gì hết trơn á sao ơi. Ờ đúng rồi, anh không hiểu hay là anh không muốn hiểu. Vậy chứ hồi khuya này nè, ăn trộm nó vô nhà tôi nó chơi, ý quên nó vô nhà tôi ăn cắp đồ. Nó định gì đó tôi cũng chưa biết nó định gì nữa, mà tôi biết là nó ăn trộm bị không quen biết biết không. Tôi qua tôi nhờ anh giúp tôi bắt nó, tại sao anh ham ăn ham ngủ hỏng chịu giúp tôi bắt trộm. Ủa, có ăn trộm thiệt hả? Trời, ông nậu này mộng du, ông mộng du hả? Không lẽ tôi đặt điều bịa chuyện ông còn nói chuyện với tôi nữa mà. Tôi giận ông còn qua nhà tôi nữa mà. Ngoài biết đâu. Vậy mà tôi cứ tưởng chị đặt chuyện dụ tôi qua bển đặng. Đặng gì? Đặng gì? Đặng chù chi chú chi. Chú chi chú chi. Ký vô mặt ông vừa chú chù chi chú chi. Thôi nha, đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ nha. Tôi nói cho anh biết, mặc dù tôi cứ cảm tình với anh có đó, nhưng mà tôi mới làm cái chuyện hạ lưu đê tiện như là anh nghĩ nha. Muốn là tôi nói thẳng liền, tôi không có sợ, nhưng mà lúc này tôi chưa nghĩ tới chuyện đó đâu. Anh đừng có suy nghĩ bậy bạ. Tôi tuy là gái quá nhưng tôi cũng có sĩ diện của tôi. Vậy là tại tôi nghĩ quá cho sao. Thôi cho tôi xin lỗi sao nghe. Còn lỗi phải gì nữa. Hồi khuya anh ổng qua giúp tôi để trộm nó rinh mất cái đầu đĩa VCD của tôi rồi. Hả? Cái đầu đĩa của sao bị rinh mất rồi hả? Vậy cũng tốt. Trời đất ơi, cái gì sao lúc này anh ăn nói chuyện sao mà anh, trời ơi sao mà vô duyên quá vậy. Tôi bị ăn trộm mới vô lấy mất cái đầu đĩa của tôi mà anh nói tốt là sao? Bộ anh không có thông đồng. Ờ đúng rồi, có, anh có thông đồng chia chác với nó rồi. Sao, sao nói gì kỳ vậy sao? Ai thông đồng, ai chia chác? Bộ mặt tôi giống ăn trộm lắm hả? Ngó thì không có giống lắm, nhưng mà có thể hành nghề được. Trời ơi, kỳ sao? Chờ nói càng, người ta nghe thấy hiểu sai thì chết. Vì sao chớ dối trách gì? Lời thật tôi nói ra đây là có nguyên do. Tại cây số chỉ hay mất đồ, thì đành cam biết đâu mai này hơn. Mai hơn thì tôi chưa biết ra sao. Giờ tôi thấy VCD còn đâu, chớ có ai biết. Vì hao tài thì màn số ắt là qua. Nè đừng tiếc, đừng có buồn. Buồn mà chỉ cứ coi như là giấc mơ. Đừng tiếc của kéo không muốn đời. Màn bệnh giông cũng như số không. Chứ mình còn tìm lại được. Chứ mạng mình mà mất thì kể như chấm dứt chương trình của ban Tùng Lâm. Kỳ đừng quá tiếc của mà quỷ hoại thân mình. Uổng lắm sao ơi. Ôi trời đất ơi, bộ tôi điên hả? Tôi đâu có ngu. Tuổi xuân của tôi vẫn còn phơi phới. Dại gì chết hả nay? Ờ, biết vậy thì good lắm. À, nhưng mà tôi buồn, tôi buồn. Đã biết vậy còn buồn cái gì nữa? Mất cái này mai mốt mình sắm cái khác. Tôi biết rồi, không cần anh nói. Mất thì mua cái khác thôi. Tôi buồn không phải gì mất cái đầu máy mà tôi buồn lại. Buồn là gì? Buồn sao? Tại anh đó
Sao tôi buồn quá đi. Là buồn anh đó. Ủa sao Sáu buồn tôi? Tôi làm gì cho Sáu buồn đâu. Còn nói nữa hả? Làm gì hả? Làm ngơ chứ làm gì. Hả? Cũng tại anh làm ngơ với tôi nên tôi bị mất cái đồ. Hiểu rồi. Nói tới nói lui thì Sáu cũng đổ lỗi cho tôi. Nè, tôi nói cho Sáu biết nha. Sáng giờ tôi không có chọc ghẹo gì Sáu nha. Sáu đừng có kiếm chuyện với tôi à nghe. Bây giờ không ấy, giờ nói chuyện vui vẻ nhau được không? Để tôi buôn bán cho nó suôn sẻ. Chứ Sáu bạo vậy tôi mà bán ế, tôi đốt phong long Sáu ráng chịu. Ê! Cái gì vậy? Hết hồn á. Anh nghe nha. Sao? Anh muốn đốt cái giống gì thì mặc anh. Tôi không có kiếm chuyện gì hết. Mà là tôi nói thẳng. Tôi nói thẳng ra là con người anh không có biết điều. Sống thiếu tình thương. Con người của anh là đạo là đạo, là đạo đức giả. Sao? Đồ là đạo, là quên ích kỷ. Đồ là ác, là ác, là độc. Là đồ, là vô, là lương, là tâm. Trời ơi, sao quạo mà sao nói cả lâm luôn rồi. Tôi hiểu rồi, sao giận tôi lắm rồi. Cái gì nữa? Nhưng mà xin phép Sáu nói chuyện đàng hoàng với tôi nghe. Sao? Tôi làm gì mà Sáu nói tôi không biết điều. Tôi làm gì mà Sáu nói tôi đạo đức giả. Đạo đức giả là sao? Cái gì là ích kỷ? Cái gì là ác độc, cái gì là vô lương tâm? Giờ Sáu dẫn chứng cho tôi hiểu coi. Tôi không cần phải dẫn chứng, có hay không thì anh tự biết lấy. Trời ơi, tức quá. Sáu ơi, tôi có chửi bới Sáu hồi nào không? Tôi có phá nhà của Sáu hồi nào không? Sao Sáu nói tôi không biết điều? Tôi có giết người cướp của không? Sao Sáu nói tôi ác độc, vô lương tâm? Mấy lần Sáu xin muối, tôi không có muối. Tôi nói không có, vậy là ích kỷ đâu hả? Tôi hỏi chị à. Tôi hỏi sao? Tôi có gây thù chuốc oán gì với Sáu đâu. Mà giờ Sáu gieo tiếng oán cho tôi chứ. Thế không có gieo mà tự anh trồng đó chứ. Làm sao? Tôi hỏi anh nè, là làm gì hàng xóm với nhau. Nếu khi lỡ như nhà anh bị cháy đi, anh bị chết trụi đi à, mà tôi không qua tôi giúp anh. Thôi lúc đó chưa chết trụi mới có cháy thôi. Thì tôi có giúp anh chữa cháy không? Rồi tôi thấy anh bị bệnh, bị thương à, là bị cháy, sắp cháy luôn. Tôi có đem cứu anh mà tôi không cứu anh có buồn không? Trời ơi, sao ăn nói xui xẻo vậy? Sao không nói nhà Sáu cháy, sao nói nhà tôi không hay sao? Thì cứ cho là nhà tôi đi. Rồi anh có qua giúp tôi chữa cháy không? Sao không? Không chữa giúp sao? Để cho nó cháy luôn nhà tôi sao? Trời ơi, nhà tôi nhà Sáu sát vách nhau mà. Trời ơi, vậy sao hồi khuya này tôi nhờ anh bắt trộm giúp tôi, anh không giúp là sao? Sao cười quá, sao nhắc tới chuyện đó hoài. Tại tôi muốn biết lý do mà anh không giúp tôi, hiểu không? Thì tôi nói Sáu rồi đó. Thứ nhất là tôi là trai đơn. Trời ơi. Còn Sáu là gái kiết. Tôi ngại qua nhà Sáu lắm. Thứ hai tại số phận Sáu xui. Sáu chịu mất mát một ít để đổi cái mạng của Sáu. Bởi vậy mới có cái câu: của mất người còn, nếu mà của còn thì người mất à nghe. Coi vậy mà Sáu còn hơn đó. Chứ có người mất của mà còn mất cả mạng luôn đó. Trời đất ơi. Thôi ghê quá. Anh nói sao mà tôi thấy giống y như thầy bói vậy? Tôi có biết qua chút á. Phải không? Đây là cái năm này là năm xui tháng hạn của Sáu á. Sáu đừng có trách, đừng có phiền ai hết á. Tại cái phần của Sáu rồi xui mình phải chịu thôi. Chứ không thì tại sao cái thằng ăn trộm nào đó nó không vô nhà tôi mà lại vô nhà Sáu, đúng không? Nghe anh nói ngẫm nghĩ tôi thấy cũng đúng em. Sao? Sống trên đời này ai cũng có phần có số hết. Trời kêu ai nấy dạ mà. Đúng rồi. Phải không anh hai cô đơn? Đúng á. Nãy giờ mới thấy chị nói một câu nghe được á. Ủa mà sao hôm nay lạ ta? Hôm nay như Sáu lo cái biệt danh cô đơn của tôi ra làm chi vậy? Thì tại vì anh thường nói anh là trai đơn á. Tại tôi thấy anh đơn chiếc, sống một thân một mình, coi như là vô thân, được tứ cô, không bên ai bên cạnh, là mọi người chung quanh mà gia đình không ai ưa hay là không ai thương hay gì. Hay là sao mà người ta cho tóc mình, không ai tới lui thăm đó, hiểu không? Rồi ngẫm lại cái lời nói của anh lúc này mà tôi xúc động, bất giác cái tôi lôi cái biệt danh của anh ra đó mà. Ủa, tôi nói câu nói câu chung gì? Anh là cái số canh cô mùa quả đó. Trong ốc. Trời ơi, mới đầu tưởng xúc động, sao đó ngồi nghe chóng mặt luôn á. Không, tôi xúc động thiệt là tôi xúc động cái câu của anh là của mất người còn, với cái câu của còn thì người sẽ mất đó. Tôi thấy đâu có gì đâu mà sao mà xúc có động. Có chứ, xúc động ghê lắm á. Ghê ở chỗ nào? Thì ở chỗ là... Ở chỗ lâu rồi, nhà anh vẫn chưa bị cướp. Tiền vàng trong tủ vẫn chưa có ai lấy phai.
chớ nói ngông cuồng mà xui đó nghe chị sao. Chị đừng ông ống kéo tôi chết quanh bây giờ. Yên tâm anh cứ cứ yên tâm. Tiền vàng cho mất miễn sao mà anh vẫn còn. Trời ơi sao ơi sao, tôi cảm ơn lòng tốt của sao nha. Nhưng mà tôi không có muốn mất một thứ nào hết đó sao ơi. Vậy sao được, một là mất của còn người, hai là mất người còn của, chứ số phận đã định vậy rồi. Ủa số phận nào? Không có số phận nào hết á. Sao đừng có ăn nói bậy bạ nha. Tôi ăn nói bậy bạ hay là anh vợ? Câu này chính miệng anh nói với tôi lúc nãy đó nghe. Thôi tôi không thèm nói chuyện với Sáu nữa. Tới giờ tôi đi bán rồi. Nói chuyện với Sáu hồi nhức đầu quá à. Ai muốn mời không? Mì Sài Gòn á, đặt luộc thơm bơ ngàn ổ ơi. Mời đó. Bởi vì đúng là con người vô tư lự mà. Nhà em có hoa vàng trước ngầu, tường thật là cao, có dây leo kính ngoài. Nhà anh cuối con đường ngoại ô, vách ngăn đèn dầu thấp, gió lùa vào từng đêm. Tụi em giống như hoa mới nở, vàng ơi thắm được đưa đón chân em. Ủa chân ai mới đi ngang qua mặt mình vậy? Theo luôn. Đi đâu vậy ông nội? Đi vô nhà chứ đâu mày. Trời ơi ai đây? Tao chứ ai. Mày mở rộng cửa đón tao vô coi. Ông làm gì kỳ vậy? Sao khi không xăm xăm vô nhà tôi hả? Này nó làm sao vậy ta? Ê mày khùng hả mày? Trời ơi. Tao không đi xăm xăm chẳng lẽ tao phải bò? Mày nói chuyện mắc cười quá. Mày đi đâu về hả? Tôi đi bán chứ đi đâu. Mày bán cái gì? Bán mì. Tại sao? Gì? Tại sao ai cho mày đi bán bánh mì? Tao nói rồi để tao lo. Tao lo cho chị em tụi bay. Mà tại sao mày đi bán bánh mì? Ai cho mày bán bánh mì? Cái này là chuyện của tôi. Mắc mớ gì đến ông? Sao mắc mớ mày? Tao bảo mày ở nhà. Mày coi chừng nhà cho tao. Để tao lo. Chứ tao có mà bảo mày đi bán bánh mì đâu. Không có nhiều lời. Thằng này nó nhiều chuyện quá. Giờ không nói nhiều nữa. Bây giờ mày không được quyền bán bánh mì kể từ hôm nay nữa nghe chưa. Bây giờ dọn cơm cho tao ăn. Trời. Mấy đứa nhỏ nó mất tiêu hết trơn rồi. Tôi nhớ ông nội tôi chết rồi. Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi? Mấy đứa nào? Trời, cái thằng này nó sao vậy mày? Hôm nay mày sao vậy? Ê, bữa nay mày điên hả mày? Bao nhiêu năm ở trong nhà này mày còn hỏi tao nữa hả? Chị Tư mày đâu? Chị Tư của mày là vợ tao đâu? Rồi thằng Còm, con Đẹp, mấy đứa kia nữa đâu? Tụi nó đâu hết rồi? Trời ơi, tao kêu mày coi nhà mày đi bán bánh mì là sao? Trời ơi, trời, tao có biết đâu là đâu đâu trời. Ở trong cái nhà này chỉ có mình tôi à, không có ai hết á. Nè, ông lộn nhà rồi ông ơi. Nhà này nhà của tôi mà. Mày láo à. Mày định chiếm đoạt phải không? Trời. Chiếm đoạt nhà tao phải không? Mày không có quyền hạn đó nha mày. Mày là dây em nha mày. Mày không có lộn xộn nha mày. Mày lặng quạng là tao luộc mày đó nha. Tao luộc thiệt mày đó nha. Cái gì kỳ vậy trời? À, thôi nha ông, vừa phải nha ông. Ông nhậu xỉn rồi ông quậy phải không? Quậy gì mày? Nhậu tao có nhậu. Mà xỉn là không nha. Không xỉn sao vô lộn nhà tôi? Nhà của ông ở đâu thì ông về đó đi. Nhà của tao ở đây chứ đâu mày. À. Mày ở ké mày lộng quyền hả mày? Mày muốn chiếm đoạt căn nhà của tao mua cho chị em tụi bay với cháu tụi bay phải không? Trời ơi, tôi chiếm đoạt căn nhà của ông rồi nè ông nội. Nhà tôi ở mắc mớ gì đến ông vô đây ông quậy chứ. Cái thằng này, hồi nãy giờ tao nói chuyện đàng hoàng với mày chứ tao không có quậy nghe. Bây giờ mày nói tao quậy phải không? Tao quậy cho mày coi nè, tao quậy cho mày coi. Nhưng mà tôi làm gì mà ông quậy tôi? Làm gì hả? Ừ. Mày muốn tranh quyền lợi mà. Cái gì? Mày muốn chiếm đoạt cái nhà này mà mày nói gì mày? Thì nhà của tôi làm chủ chứ làm sao? Nào, chính cái miệng mày nói nghe ngon không? Ừ. Ngôi nhà này là của tao. À? Mà mày đòi làm chủ hả mày? Thiệt tao không ngờ nha.
Đúng là nuôi ong tai áo, nuôi khỉ dòm nhà mày chết với tao. Hôm nay mày chết với tao. Cái thằng này làm tôi mất phương hướng luôn á. Dòm kỹ lại cái coi. Nhà tôi mà. Nhà tôi vậy? Mà cái gì mà nuôi ong nuôi khỉ? Nè nè, ông có nuôi tôi ngày nào không mà ông nói vậy? Hay hả? Dạ. Nói giọng phủ phàng thấy không? Làm sao hả? Thấy không? Ăn cháo đá bát à. Mở miệng ra là biết đúng là đồ phản phúc. Tao nuôi mày từ hồi nhỏ nha mày. Nha, bây giờ mày trả ơn tao vậy hả mày? Nha, chị em mày về là tao cưu mang nha. Tao lo cho mày ăn học đàng hoàng nha. À, bây giờ mày muốn chiếm đoạt gia tài sự nghiệp của tao phải không? Được rồi, được rồi. Tao mới đi nhậu có một buổi sáng thôi mà nhà cửa của tao mày dọn dẹp, mày thay đổi tùm lum nha mày. À, cái bàn nè ở đây, cái mày đổi qua chỗ này ha. Cái tủ nằm bên kia, cái mày đưa qua chỗ khác phải không? Tại sao mày không để yên chỗ cũ mày? Mày đưa qua mày đưa lại lần sao mày? Ê, ê, còn cái giường ngủ rồi. Mày rinh ở đâu rồi? Mày rinh ở đâu rồi? Dạ thưa cha, nhà của con muốn sắp xếp gì thì mặc xác con, không có mắc mớ gì đến cha hết mà cha hỏi. Này nó láo quá ta. Ê, mày bậy vừa vừa nha mày, mày im nha mày. Đây là nhà của tao, tao nói một lần nữa, đây là nhà của tao. Tao mệt quá rồi. Mệt thì về nhà ngủ đi. Đó, tao đang về nhà đó. Mày nói đây là nhà của mày chứ vậy? Ừ. Rồi, cũng được. Vậy mày có quyền đập phá đồ đạc trong nhà này không? Khùng, bộ tôi điên hả? Tôi bỏ tiền ra tôi sắm sửa rồi tôi đập hả? Tôi đâu có ngu. Ừ, thấy chưa? Mày đâu dám đập phá. À, vậy chứng tỏ đồ đạc trong nhà này là của tao. Gì kỳ vậy trời? Mày coi tao nè. Sao? Thấy không? Để tao chứng minh cho mày thấy. Đây là nhà của tao, những đồ đạc của tao. À, tao mua tao sắm, bây giờ tao đập. Hả? À, tao đập. Búa rồi. Mà lấy búa chi ông nội? Để tao trả cái bàn này. Trời đất ơi. Trả bàn làm củi cho mày coi nè. Trời ơi, đừng có làm bậy cha nội ơi, đừng có làm bậy, đồ này đồ của con. Cái bậy gì? Đồ của tao. Mày xem nè, đó, tao trả cho mày coi. Tao không có búa trẻ thì tao đập, tao rinh tao đập cho mày coi nè, tao đập nè. Ê, trời ơi. Đừng. Quăng cho nát luôn nè. Trời, đổ bể đồ của tôi hết rồi. Ông trời ngó xuống mà coi, người ở đâu sai xiền tới đây phá nhà. Ông mau xui khiến hắn biến đi, kẻo không nhà cửa của con tiêu tùng. Tiêu tùng là lỗi tại mày. Trời ơi. Bởi vì mày dám chọc giận tao. Đâu con. Nhà tao sao dám ngang nhiên tranh giành. Giành nè. Tôi gian lại ông đừng phá nữa. Tôi chịu thua rồi, xin ông hãy dừng tay. Tôi ngu khờ nên ăn nói cuồng ngông, xin ông bớt giận bỏ qua lỗi lầm. Được, chậm miễn lễ các khanh hãy bình thân. Trời ơi. Tao nói thiệt với mày nha, tao đang hăng nha, tao đang nổi nóng nha. Mày nói gì cũng vô ích thôi. Nhà của tao, tao thích đập thích phá gì kệ tao. Mày là em vợ tao, mà mày định xen vô, mày không có quyền xen vô đâu. Mày hiểu tính tình của anh Tư mày mà, phải không? Từ trước tới giờ mày biết tính của tao mà, phải không? Mày coi nè, tao đập tiếp nè, tao phá tiếp nè. Anh Tư ơi. Vậy? Anh Tư. Vậy? Em quỳ xuống đây trước mặt anh Tư nè anh Tư. Dạ. Anh Tư bớt nóng nha anh Tư. Em lỡ dại, anh đừng có buồn em nghe. Anh ngồi nghỉ cho khỏe đi. Để con dọn cơm cho anh ăn. Đó. Nãy giờ mới nghe được một câu lọt lỗ tai đó. Dọn cơm tao ăn đi. Dạ. Tao cũng đói lắm rồi. Ăn rồi á, tao nè sẽ phá tiếp cho mày coi. Đồ của tao mà, tao đâu có sợ đâu. Tao phá tiếp cho mày coi nè. Đừng anh Tư. Dọn cơm lẹ lên. Dạ, em đi dọn liền. Ừ. Ngon. Trời ơi. Ừ. Ông nội tôi mới đầu thai. Dạ. Dọn cơm chưa? Con mời anh ăn cơm. Cơm đó hả? Dạ. Vậy hả mày, nhiêu đó hả mày? Dạ có nhiêu là hết nguyên tài sản em rồi đó. Là hết rồi đó hả? Dạ. Không còn món nào nữa hết hả? Dạ không, em thề mà. Nhiêu đây thôi phải không? Dạ. Có ớt không? Hết rồi. Hết là phải đi mua. Dạ. Mày biết tính tao mà, ăn cơm mà không có ớt là ăn không có được. Vậy mày mua không? Tao đổ nguyên mâm cơm. Dạ, em đi liền. Đây. Cái thằng ông vịt không biết ở đâu ngang nhiên vô nhà mình nó quậy à. Còn sai mình như đại tớ của nó nữa chứ. Hôm nay là ngày gì vậy trời? Gặp toàn chuyện bực mình không à.
Sao? Cứu tôi. Help me. Sao? Ủa, anh hai. Cái gì vậy? Sao? Làm ơn qua giúp tôi chuyện này đi sao? Chuyện gì mà phải nhờ tôi? Trời ơi, không biết cái thằng cha ôn bàn hộp chịch lộn nào đó lạ quắc lạ quơ, tự không có vô nhà tôi nó quậy hả? Nó đập phá tùm lum luôn á. Còn bắt tôi dọn cơm cho nó ăn nữa. Ăn cơm không có ớt nó bắt tôi phải đi mua nữa. Sao thấy tôi có khổ không? Khổ không sao? Một cái chuyện đó nữa hả? Ủa ai mà kỳ vậy? Chắc cái thằng đó nó ở trại điên mới ra. Ủa, điên thì tôi không biết mà tôi thấy nó xỉn lắm rồi đó. Vậy không phải trại điên ở trong trại xỉn. Đại khái là nó uống rượu sai đó, hiểu không? Mà có thiệt không ấy nghe? Thiệt. Thôi ông ơi, sao tôi nghi anh là nói giỡn quá. Nhà anh ai dám vô? Tôi nói thiệt mà. Sao tin tôi đi, tôi xin thề á. Thôi đừng có thề. Thôi tôi tin. Chị tin rồi hả? Vậy thôi Sáu qua giúp tôi sao? Thôi tôi giúp không có được đâu. Sao vậy Sáu? Bộ Sáu giận tôi hả? Tôi không có giận gì hết trơn á. Nhưng mà trời kêu ai nó dạ. Cái số phận của anh nó phải chịu vậy mà. Thôi ráng nghe anh hai. Nát cửa thì còn người. Chứ nếu không á, để cho anh nát cửa thì nguy cho tính mạng anh lắm đó. Tôi có chuyện phải đi rồi. Thôi tôi đi nghe. Sao nợ nào tới chết mà sao không cứu? Sao nâng nỉ sao mà sao? Làm ơn giúp tôi đi sao? Sao mà không giúp tôi? Chắc tôi đi bụi đời quá sao? Thì phải chịu thôi chứ tôi biết làm sao. Cái số mà ai cũng có số hết trơn á. Phần số anh nó đã vậy rồi. Chứ nếu không thì tại sao cái thằng điên á, nó hổng qua nhà nó quậy tôi mà nhầm vô nhà anh nó quậy, đúng không anh hai? Nghe không cầu nghe quen của anh đó. Biết rồi. Tôi nhắc lại thôi. Nói vậy tôi hiểu rồi. Tôi biết lỗi của tôi rồi mà sao? Sao bỏ lỗi cho tôi sao? Từ nay về sau tôi không bao giờ làm ngơ với Sao nữa đâu. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà Sao sai bảo. Không dám sai bảo anh đâu. Tôi sợ lắm thôi. Sao? Đèn nhà ai nấy sáng, chuyện nhà ai nấy lo. Chào anh. Sao đừng buồn tôi nữa. Ngày trước tôi ngu vô tâm làm ngơ, hôm nay tôi đã biết lỗi đổi, cầu xin Sáu thứ tha trở nên dân gian. Giờ mình quê và cùng chung lưng, cùng sát vai nhau chi vui từ đây. Mong ai kia qua nhà tôi đuổi đánh kẻ lạ lùng. Người tôi bê không qua nhà đâu, chuyện của anh nên lo là hơn. Anh thương anh ghét xin tùy anh chứ tôi chẳng xen vào. Hãy cứ giúp thương xót cho kẻ này, rồi muốn Sao tôi cũng xin chiều theo. Thôi anh ơi được rồi, đứng lên, tôi giúp cho anh yên tâm đi, đừng lo. Sao đồng ý giúp tôi hả? Chứ biết phải làm sao, nhìn cái mặt thảm não của anh á, tôi chịu không có nổi. Tôi là tôi tốt hơn anh vậy đó, chứ không phải như anh mà mình ngó lơ. Bây giờ cái thằng cha nó còn ở trong nhà không? Nó đang cơm trong nhà tôi á. Trời ơi. Mấy mình qua bển ngay sao? Đi với tôi nè. Phải thằng cha này không? Đúng rồi nữa, nó. Chị thấy coi được không? Ăn ngủ thoải mái, nhà cửa người ta mà làm như nhà của nó vậy á. Sao anh mở cửa cho hắn vô chi vậy? Không mở, hắn phá nhà tôi làm sao? Đó chị Sáu nhìn coi. Ê, tôi không dám nói động tới hắn đâu. Động tới nó phá nhà cửa tôi banh chành luôn á. Nếu mà nói chắc cái nhà tôi thành cái bãi rác luôn hay sao ơi. Ai mà quậy dữ vậy cả. Lật mặt quá. Trời ơi, thằng cha Tư xỉn ở xóm trên đây mà. Ủa bộ Sao biết cha này hả? Ôi trời ơi, ở đây ai mà không biết cái thằng cha Tư xỉn. Chỉ có anh là không biết thôi. Bởi vì tối ngày hở đi bán thì thôi, về tới anh cứ chui rút vô trong nhà, có tiếp xúc với ai đâu mà biết. Bởi vì hèn gì chết danh là hai cô đơn mà. Sao thôi mà sao? Bắt đầu hôm nay tôi sẽ đến từng nhà thăm hỏi, làm quen để cho biết mặt bà con. Nói hay á, phải tiếp xúc với mọi người xung quanh mới phải. Làm như vậy mới thể hiện được cái gọi là tình làng nghĩa xóm chứ. Sao nói rất phải á. Nè, Sao ơi, Sao giúp, Sao kêu hắn dậy giùm tôi sao? Bộ anh gọi hắn không có dậy được hả? Tôi ngại lắm, lỡ nó nóng nó đánh tôi. Còn Sáu là phụ nữ ăn nói ngọt ngào, đâu dám làm gì Sáu đâu. Chứ bộ giọng tôi ngọt ngào lắm hả anh hai?
Tôi chẳng những ngọt ngào mà còn điệu nữa cơ. Bởi vậy người ta mới nói là sao điệu đó. Cái anh này kỳ quá à. Giỡn. Thôi được rồi, để tôi giúp. Nè anh Tư, dậy dậy đi, dậy đi anh, đừng ngủ dây dưa, dậy đi anh, nhà của người ta, dậy đi anh, kêu nó dậy đi. Em nhờ nhà của Cẩm Ly luôn đó, kêu vậy đừng cha nó ngủ luôn đó. Trời ơi, sao đến nhà người ta ngủ vậy? Đứa nào quậy tao hả? Tao đang ngủ nghe, quậy tao là không được, tao đá bây giờ. Đứa nào á? Trời trời trời, dám hỗn với tôi là được rồi. Tôi sẽ cho anh biết tay anh hai. Vô lấy giùm em xô nước ra đây. Ủa vậy sao, định tắm cái gì sao? Tắm cái gì mà tắm, tôi rửa mặt cho hắn tỉnh. Tắm mấy mặt, hiểu không? Vậy hả? Ừ. Tôi lấy liền. Đợi 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 xíu à. Nè 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 nè, như sao? Nước rửa chén á. Trời nè, từ xỉn, có dậy không? Tôi đếm 3, 4 không chịu dậy là tao làm việc mạnh 1, 2, 3 à. Trời ơi, trời trời sập, trời sập, trời ơi. Ủa mưa đâu vậy trời? Mưa đâu hả? Mưa đâu hả? Nước đâu hả? Mưa cái con khỉ, tôi sói đó. Tôi. Ủa? Sao hả? Ủa sao sao sói nước vô mặt tôi vậy sao? Cho tỉnh ngủ chứ, trời. Mà tôi ngủ mặt tôi. Mắc mớ gì chị tự nhiên sói nước vô tôi hả? Không mắc mớ hả? Anh coi anh đang ở đâu? Ủa? Tôi đang ở đâu đây trời? Đang ở nhà con chứ ở đâu? Nè, anh á, có nhậu thì cũng nhậu vừa thôi. Có đâu mà nhậu đến cho xỉn, đến nỗi nhà mình mà cũng không nhớ để vô nhà người ta để mà ăn ngủ. Đã vậy còn quậy phá nhà của người ta nữa là sao? Là sao? Ủa vậy hả? Ủa nãy giờ tôi quậy phá dữ lắm hả? xin lỗi nghe. Xin lỗi chị Sáu nghe. Trời. Xin lỗi tôi làm chi, xin lỗi chủ nhà kìa. Thôi, lỗi phải gì. Anh từ đâu đến thì giờ về đó đi. Tôi khổ với anh quá rồi. Tôi phá banh chành nhà của anh hả? Thôi được rồi, xin lỗi nghe. Thôi tôi về nghe. Thôi được, anh về đi. Anh về lẹ lên đi. Chứ đứng đây hoài tôi thấy mặt anh tôi quê rồi đó nghe. Tôi quạo rồi đó nghe. Đi đi. Về mà. Biến đi cho thoáng đi. Sorry. Rồi. Nhà bánh chành. Về đi. Mai mốt đừng có nhậu kiểu này nghe. Thôi xong rồi đó. Thôi tôi về nghe anh hai. Cảm ơn chị Sáu nhiều. Không có chị tôi không biết xử lý cái vụ này ra làm sao nữa. Thôi ơn nghĩa gì, là láng giềng với nhau phải giúp đỡ cho nhau là lẽ thường tình mà. Vậy mà tôi... Thôi bỏ đi, giờ anh đã hiểu còn gì mà ái nái nữa. Nè, lúc nãy anh nói với tôi câu gì anh còn nhớ không? Nhớ chứ sao không? Có phải câu chị muốn gì tôi cũng chiều theo đúng không? Vậy bây giờ tôi muốn... Chị muốn gì hả? Tôi muốn tôi đi ăn phở nha. Anh có chịu đi với tôi không? Đi ăn phở với chị hả? Thầy sao đây? Thầy. Có gì mà ngập ngừng à thầy? Giờ có chịu đi không? Chịu thì nói đại một tiếng đi. Thì chịu chứ sao nữa. Nhưng mà... Còn nhân nhỉ gì nữa? Có phải bánh bao đâu mà nhân... Nhưng chầu phở này tôi bao chịu hả? Trời ơi, tôi định nói mà nói trước rồi đó. Chịu chứ sao không chịu, quá chịu là đằng khác. Anh bao thì còn gì bằng mà nè. Để tôi về nhà cái tôi ma kỳ nhê rồi cái tụi mình đi nghe. Sao khuôn mặt của Sáu đẹp lắm rồi. Cần gì phải trét, phải tô thêm chi cho nó mất vẻ đẹp tự nhiên. Cái đồ quỷ nè, anh ghen thiệt hay anh mỉa mai tôi vậy? Ai dám mỉa mai sao? Tôi khen thiệt thôi chứ. Thôi tụi mình đi. Anh hai. Chờ anh nắm. Anh nắm tay em. Sao? Mắc cỡ quá. Có gì đâu mắc cỡ. Không chịu ha. Chịu. Trời chịu chứ. Chịu. Anh hai à, cho em chứ, trời ơi, kìa sao bỏ đi, chịu. Em nói vậy thôi, trời ơi, em, trời ơi, trong lòng muốn gì lắm, trời ơi, thích lắm á. Anh hai, trời, anh không có cái tay em đâu. Tới tôi mắc cỡ lại.